cho bao nhiêu năm thiết tha yên vui một nhà. Bây giờ người đi rồi, con đường đây giờ con một mình đánh mồ côi. Nhìn bao đứa trẻ cây cầm tay vui đùa cùng với cha. Những lúc cô đơn con thường lên đèn ba lời cha sẽ con viết lên mặt bàn. Cha vẫn đang mỉm cười mơ màng khi giật mình. Trân trọng từng ngày bên nhau.